bốn cách nằm của bốn hạng người, bốn cách nằm của bốn hạng người. Bài kinh này được Đức Phật dạy trong Tăng Chi bộ 2 chương 4 phẩm sợ hãi phạm tội phần cách nằm. Thì chúng ta nhớ nha, Đức Phật đây Đức Phật dạy có bốn cách nằm, bốn cách. Và cách nằm thứ nhất đó, đó là cách nằm của ngạ quỷ. Cách nằm thứ nhất là cách nằm của ngạ quỷ. Cách nằm thứ hai là cách nằm của người hưởng thọ các dục vọng, hưởng thọ các dục lạc. Cách nằm thứ ba là cách nằm của sư tử. Và cách nằm thứ tư là cách nằm của Như Lai, là của Đức Phật. À, quý vị đưa ngón tay lên học thuộc bài theo thầy nha. À, Đức Phật dạy trong bài kinh Tăng Chi này á, có bốn cái cách nằm. Cách nằm thứ nhất là cách nằm của ngạ quỷ. Cách nằm thứ hai là cách nằm của người hưởng thụ các dục vọng, các dục lạc. Cách nằm thứ ba là cách nằm của sư tử. Và cách nằm thứ tư là cách nằm của Phật. Quý vị mà học Phật Pháp, quý vị sẽ thấy hay lắm. Mỗi cái là thành bài pháp thoại hết. Phật thấy cái gì và Phật nói ra thành pháp thoại à. Mà đều là những chân lý cho chúng ta học. Cho nên chúng ta học hoài học mãi, mà mình nói với nhau vui vui là học hoài học mãi mà chẳng thấy thấm thí đến đâu hết trơn. Ở ngoài học 12 đại học, cao học hoặc tiến sĩ, mình còn biết trình độ của mình đến đâu. Còn học Phật Pháp mình thấy mình học hoài mà không có hết, phải không quý vị? Ngày nào mà quý vị còn nghe thì thầy sẽ nguyện còn giảng cho quý vị nha. Đến ngày mà thầy giảng hết nổi mà thầy không mở lời nổi nữa, hoặc là Diêm Vương alo thầy, thì thôi thầy chào tạm biệt quý vị, hẹn kiếp sát thầy giảng nữa. Thầy sẽ tra tấn quý vị pháp thoại cho quý vị coi. Nói vui là quý vị ngày nào quý vị còn muốn nghe thì thầy sẽ soạn bài để giảng cho quý vị. À, bây giờ chúng ta sẽ nói cách nằm của từng là hạng người là như thế nào nha. Thầy xin nhắc lại, đây là Đức Phật nói là bốn cách nằm. Bốn cách nằm tức là cũng là ở một cái thân người của mình thôi. Nhưng mà mình nằm cái cách nào là cách nằm của ngạ quỷ, và cách nằm nào là của sư tử, cách nằm nào là của người hưởng dục, và cách nằm nào là của Đức Phật. Quý vị thấy có khi mình tu ở nụ cười, phải không? Có khi mình phải tập cười, cười mà cười mà yếm chi, cười chánh niệm á, đó là tu á nghe quý vị nha. Quý vị để ý coi, thực ra mình cười mà yếm chi, cười dễ thương, dễ cười không? Khó lắm. Tại vì mình sơ hở cái mình chăm băm hầm hầm như nồi thịt bằm, ai mà thương cho nổi, quý cho nổi, đúng không? Cứ lâu lâu cái mình nhớ ha, không phải mỉm cười nhẹ nhẹ cái dễ thương lắm, cái quay qua quay lại cái hầm hầm lại à. Cho nên nội cái việc bởi vì nở được nụ cười thôi nha, đó là quý vị tu rồi đó. Mà nụ cười tỉnh thức chánh niệm á, Đức Phật của mình á thì mỗi khi ngài cười thì cái từ chóp răng của ngài phóng ra cái hào quang màu trắng. Ví dụ như bây giờ mình tu trong cách đi làm sao cho nhẹ nhàng, đi làm sao cho có chánh niệm tỉnh thức, ngồi làm sao thì ngồi cho đẹp. Thì bây giờ hôm nay mình học ở cách nằm. Có một thiền sư ngài làm một cái câu rất là hay thế này quý vị: đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Vì nghe câu hay không? Có hai câu thôi mà nó gồm cho mình tu biết bao nhiêu rồi đó. Đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, tức là mình đi, mình đứng, mình nói, mình ngồi trong chánh niệm. Vì vào đi ra cười nói tướng rất là đoan nghiêm. Thật ra quý vị muốn được như vậy là quý vị có ai nghi này, có giới nào, có tỉnh thức chánh niệm, nó mới đẹp như vậy đó. Em ăn, em nói, em cười, thế gian không được hai người như em. Tức là mình đi, mình đứng, mình nằm, mình cười, nó rất là đẹp quý vị. Nếu mà quý vị có tỉnh thức á, thì hôm nay chúng ta học về cách nằm. Và quý vị nghe coi Đức Phật dạy cách nằm của ngạ quỷ là nằm sao nha. Đức Phật nói: này các tỳ kheo, phần lớn các ngạ quỷ nằm ngửa. Nằm ngửa. Chết rồi, hết hồn luôn rồi, tiêu hết rồi đúng không? Lâu nay hình như nằm kiểu ngạ quỷ không nè. Đó, thứ nhất Phật nói là phần lớn ngạ quỷ nằm ngửa. Rồi, thế nào là cách nằm của người hưởng thọ các dục vọng? Phần lớn các người hưởng thọ các dục vọng nằm nghiêng phía bên trái nha. Ngạ quỷ thì nằm ngửa, người nằm theo mà cái người hưởng thọ dục vọng á thì nằm nghĩa bên trái. Rồi, thế nào là cách nằm của sư tử? Này các tỳ kheo, sư tử vua của các loài thú nằm nghiêng về bên hông phải, hai chân gác lên nhau. Đó là cách nằm của sư tử. Còn cách nằm của Đức Phật: và này các tỳ kheo, thế nào là cái nằm của Như Lai? Ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo ly dục, chứng và đạt và an trú tứ thiền, đây là cách nằm của Như Lai. Tức là Đức Phật có nằm như thế là an trú trong tứ thiền. Rồi, đại ý quý vị hiểu như vậy, lát nữa thầy sẽ giảng cho quý vị hiểu nha. Rồi bây giờ mình ôn bài lại đi, rồi thầy sẽ giảng nè. Nhớ đại ý có bốn cách nằm, phải không? Bốn cách nằm đây là cũng là một cái thân người của mình thôi, mà cái cách nằm đó nó biểu hiện là mình như thế nào nha. Nằm ngửa là của ai?
hướng ngạo quỷ. Còn cái người hưởng dục là nằm nghiêng bên nào? Bên trái. Còn cách nằm của sư tử là nằm sao? Nghiêng phải, hai chân gắn lên nhau. Cách nằm của Phật là an trú trong trong tứ thiền, phải không? Quý vị phải hiểu thế này nè, mình đang mang thân người, nhưng mà thường thường gọi mình, người ta đâu có gọi người, mà người ta gọi là gì? Con người. Con người. Thầy nhắc nhiều lần cái này lắm quý vị. Tại vì sao mình tạm gọi là có một cái chút thiện duyên nào đó nha. Cái thiện nghiệp nó chỗ ở đời này mình làm thân người. Cũng có những con vật á, phước nó lớn hơn mình lắm chứ không phải nó nhỏ hơn mình đâu. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian này là thời gian ác nghiệp nó chỗ, cho nên nó làm con này con kia. Chứ bây giờ mình đó nha, mình may mắn là cái thiện nghiệp nó đang chỗ mình làm thân người. Mà mình cũng chẳng biết được đâu là lỡ mình nhắm mắt á, phước của mình ít quá mà cái ác nghiệp nó chỗ thì chưa biết mình làm con gì, trời mới biết nha. Cho nên là cái ngày nào mà mình chưa có chứng thánh quả thì chúng ta phải luôn luôn lo sợ như vậy. Càng học kinh thấy càng sợ quý vị ơi. Lúc trước chưa học kinh thấy lù khù 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 đâu có sợ đâu. Thầy nói ví dụ như lúc trước là mình cũng sợ ma. Tại sao sợ ma? Nghe nói ma là tóc dài răng nanh nghe sợ dữ lắm mà có thấy ma đâu. Bây giờ học Phật Pháp rồi còn sợ ma còn hơn nữa gì. Lý do tại sao sợ? Tại vì mình biết ma nó có nhiều loại ma lắm. Có những loại ma nó kinh khủng lắm. Lúc trước không hiểu về ma mà sợ ma. Bây giờ hiểu về ma rồi mà sợ. Vậy đó quý vị. Thì cũng vậy, lúc trước mình chưa hiểu gì về cuộc đời mình ù cạc cạc vậy đó phải không. Bây giờ càng hiểu Phật Pháp quý vị càng sợ. Nhắm mắt cái không biết lúc nào. Cho nên quý ngài dạy thế này quý vị. Mình cứ tỉnh thức mình tu đi. Biết làm sao không? Tại vì đâu có biết được là trong lúc mình tỉnh thức chánh niệm mình chứng quả chỗ nào, lúc nào đâu. Có thể ba la mật của mình nhiều kiếp nó cũng gần tròn đầy rồi. Cái duyên chứng ngộ của mình gần tròn đầy, cho nên mình tu tập mình tỉnh thức chánh niệm á, không biết mình chứng đạo lúc nào. Và cứ từng giờ phút mình sống trong tỉnh thức chánh niệm á, là từng giờ phút mà mình vung bồi thiện pháp đều có lợi hết. Rồi thầy nói giả dụ trong cái giờ phút mình đang tỉnh thức chánh niệm hàng ngày á nha, mà lỡ có dụ mình có chết đi chăng nữa thì thường cái cảnh giới tái sanh sẽ là cảnh giới tốt. Cho nên một người mà sống trong thức niệm, mà sống trong u mê là gì? Là mất cái cơ hội để cho mình có thể chứng được cái này cái kia. Cái thứ hai là mình sống trong u mê như vậy, cứ mỗi phút giây trôi qua là mỗi phút giây mình tạo ác nghiệp. Và thầy nói giả dụ nhưng mà lỡ một lúc nào đó mình chết bất ngờ một cái xong là thường với cái u mê đó mình về cảnh giới xấu luôn. Cho nên cái chuyện tu là không bao giờ nó dư và không bao giờ nó lỗ. Chúng ta phải thấy gì đó. Cái chuyện tu là không bao giờ dư và cái chuyện tu là không bao giờ lỗ. Quý vị tu nhiều, quý vị lời nhiều. Và quý vị tu nhiều thì quý vị càng ngày càng vun bồi thiện pháp cho mình nhiều và tu không bao giờ đủ hết. Thì ở đây chúng ta phải thấy là cùng mang một cái thân người, nhưng mà có những người mang thân người mà cách sống kiểu ngạ quỷ. Quý vị hiểu cái ý này không ạ? Có nghĩa là thân nhân loại, tức là thân thì thân người, nhưng mà sống thì sống kiểu ngạ quỷ. Mà ngạ quỷ thì thường là sống với cái tâm gì quý vị? Hả? Tham lam, bỏng sẻn, ích kỷ nhỏ nhen. Thì bây giờ mình mang thân người mà tham lam, bỏng sẻn, ích kỷ nhỏ nhen thì đó là mang thân người sống kiểu ngạ quỷ. Thấy không? Rồi bây giờ cũng mang thân người mà cứ hưởng thụ, cứ lo ăn lo ngủ hưởng thụ, không có tu tập về gì hết, không có trí tuệ gì hết, thì mang thân người mà sống kiểu bàn sanh, sống kiểu súc sanh. Cũng mang thân người mà tàn là tạo những ác nghiệp không, mà quanh quẩn trong vòng ác nghiệp không, thì mang thân người mà sống kiểu chúng sanh của địa ngục. Mà bây giờ mình cũng mang thân người nha, mà mình sống với tình thương, mà sống với cái sự mà từ bi á, đó là quý vị mang thân người mà sống với chư thiên này đó. Có nghĩa là mình sống với cái gì nhiều á, thì trong từng giờ phút quý vị là nó đã có cảnh giới mặc định cho mình rồi đó. Giống như mà quý vị thấy cái cây nó nghiêng về cái hướng nào á thì nó sẽ ngã về cái hướng đó. Thì bây giờ mình cũng mang thân người mà mình sống với cái gì nhiều á thì mình sẽ ngã về cái hướng đó nhiều. Mình sống với cái hướng tham lam, ích kỷ, bỏng sẻn nhiều là bữa nào mình chết mình đi về cái hướng ngạ quỷ vậy. Đó là một cái gì đó nó rất là tự nhiên thôi. Và thì ở đây á quý vị phải hiểu là Đức Phật nói là ngạ quỷ nằm ngửa. Mình phải hiểu tại sao nó có ý nằm ngửa. Nằm ngửa thì đưa cái gì lên quý vị? Đưa cái bụng lên. Nằm ngửa thì đưa cái bụng lên. Mà cái bụng á, thì nói về cái gì? Trong cái bụng có cái gì? Ví dụ như á, mình thấy người này xấu xấu à, cái tính không có tốt, mình nói người này xấu gì? Xấu bụng quá ha. Người này xấu bụng quá ha. Không có nghĩa là cái bụng của họ xấu, mà là cái gì xấu? Cái lòng của họ
họ xấu, ta hiểu không? Tức là trong cái bụng mình nói vô vô cái bụng là cái hình tướng vật chất, mình nói là cái tấm lòng, phải không? Cái bụng là cái tấm lòng. Thì ở đây á, ngạ quỷ là với cái tâm tham lam, bỏng sẻn, ích kỷ, tham thì nhiều mà cái sự tiếp nhận thì ít. Cho nên quý vị á, thường nghe á, quý thầy giảng dạy thế này nè, là thường thường á, là ngạ quỷ thì bụng sao? Bự, phải không? Mà cổ thì sao? Nhỏ như, nhỏ như cây kim á. Hồi nhỏ thầy đi chùa á quý vị, cứ sâu vào chiều tối tối á, là quý thầy không có cho thầy, thầy đụng chén bát mà nó kêu. Hồi nhỏ mình đâu có biết tại sao đâu. Sau này lớn nghe quý thầy dạy á, là khi mà mình đụng chén bát nó kêu như vậy đó, thì có những loại ngạ quỷ á, nó đói, nó tới nó giống như nó đợi, nó xin ăn vậy đó, mà mình đâu cho ăn, cho nên nó tổn cái đức của mình. Cho nên đại ý ngạ quỷ là luôn luôn sống với một cái khao khát, luôn luôn đi tìm kiếm cái gì nó khao khát, khao khát cái lòng tham mà quý vị, lòng tham nhiều quá. Cho nên sống kiểu ngạ quỷ đó là luôn luôn thèm khát cái gì đó, không bao giờ biết đủ, là sống kiểu ngạ quỷ. Tại vì cái bụng bự, mà bụng bự thì sao? Tượng trưng cho cái lòng tham. Ông bà mình nói cái câu quý vị là nhân dục vô nhai. Nhân dục vô nhai tức là lòng tham muốn của con người không có bờ bến. Nhân dục như xà thôn tượng, tức là lòng tham muốn của con người á. Xà là gì? Là con rắn. Tượng là con gì? Là con voi. Nhân dục như xà thôn tượng là lòng tham muốn của con người như con rắn ăn con voi. Vậy đó, ý muốn nói vậy đó. Nhân dục vô nhai, nhân dục như xà thôn tượng. Thì ở đây ngạ quỷ cũng vậy đó quý vị. Tại sao phải nằm ngửa? Tại vì cái cảm giác mà nằm ngửa, cảm giác cái bụng nó đỡ rỗng, thấy hiểu không ạ? Cảm giác nằm ngửa thì cái cảm giác cái bụng nó đỡ rỗng, đỡ rỗng. Thì ý muốn nói ở đây là cái loài ngạ quỷ á, luôn luôn sống với một cái sự khao khát, mà khao khát đủ thứ hết. Cái loại ngạ quỷ mà đạ xuống ngạ quỷ là thường thường là khao khát đói khát. Còn trong thân người của mình mà sống với cái tâm ngạ quỷ là khao khát đủ thứ cái vậy. Khao khát ăn nè, khao khát mặc nè, khao khát ngủ nè, khao khát tiền nè, khao khát tình nè, khao khát danh nè, khao khát vọng. Luôn luôn sống với một cái tâm khao khát không bao giờ yên được. Thì cái cách này là sống thân người mà sống kiểu ngạ quỷ nha. Chúng ta phải hiểu cái ý sâu ngầm của kinh là như vậy đó. Cho nên nằm ngửa là biểu hiện của ngạ quỷ là như vậy đó. Bây giờ mình nói đến cái nằm nghiêng là biểu hiện của ai? Nãy thầy vừa nói đó, còn nhớ bài không? Nằm nghiêng là biểu hiện của người, người hưởng dục mà nằm nghiêng bên nào? Đố quý vị nào biết là tại sao nằm nghiêng bên trái lại là nằm của người hưởng dục? Nói theo khoa học có quý vị, thì mình nằm nghiêng trái thì nó sao? Nói theo khoa học á, mình nằm nghiêng bên trái thì nó sẽ bị ép tim. Nằm nghiêng trái thì nó sẽ bị ép tim. Đó là mình nói theo khoa học thôi. Còn nói theo ý kinh á, mình hiểu Phật nói như thế này nè. Bên trái của mình nó có trái tim. Trong cơ thể con người của mình á, nó có cái này gọi là gì? Cái đầu. Cái này gọi là trái tim. Cái đầu tượng trưng cho cái não. Trái tim tượng trưng cho tình cảm. Cái đầu tượng trưng cho cái gì? Lý trí. Cái đầu là lý trí. Trái tim là tình cảm. Trái tim là từ bi. Và lý trí là phần trí tuệ. Thì giữa cái phần trí tuệ và cái phần tình cảm từ bi với quý vị, thì cái gì là bản năng của con người? Cái gì là bản năng? Bản năng là gì? Bản năng là cái mà có sẵn của mình đó. Mình sinh ra nó có sẵn, không học mà nó có sẵn. Vậy thì theo quý vị là cái phần trí tuệ nó có sẵn hay là cái phần tình cảm nó có sẵn nên con người mình? Cái phần nào? Cái phần tình cảm. Tình cảm nó có sẵn chứ, trí tuệ lý trí quý vị phải học quý vị mới có chứ, phải không? Quý vị mà sinh ra là cái bản năng ở đây là trái tim, là tượng trưng cho bản năng, là tượng trưng cho tình cảm. Ý muốn nói là một người á, mà sống hưởng dục là sống theo bản năng không à. Chúng ta thấy hay chưa? Phải có cái ý nghĩa là tức là cái người nằm nghiêng trái là nằm nghiêng về trái tim. Mà trái tim là cái phần bản năng của con người, cho nên nói là cái người nằm nghiêng trái là cái người sống theo bản năng. Mà theo quý vị biết là cái con gì nó sống theo bản năng? Con gì sống theo bản năng? Con người có sống theo bản năng không? Có không? Con người sống theo bản năng là hên xui nha. Có tu thì ít sống theo bản năng, không có tu thì gần như sống theo bản năng. Còn gần như bàn sanh là sống theo bản năng hết. Có quý vị nào còn nhớ không? Bàn sanh là nó sống theo bản năng gì?
Nè, thứ nhất nè, nhớ nha, tất cả các loài bàn xanh, gần như tất cả các loài bàn xanh trừ một vài con nó có một cái tánh số tánh linh thôi, thì gần như tất cả các loài bàn xanh, thứ nhất là bản năng ăn. Ăn, nó phải ăn, nó phải tìm cái ăn để nó làm gì? Để nó sống. Ăn để nó sống. Thứ hai là bản năng duy trì nòi giống. Quý vị mà thấy nó con mèo nè, con chó nè, con voi mà nó đến mùa động dục rồi nó cản nó không nổi đâu. Tức là nó ăn cái đã, ăn để nó sống. Nó sống cho đến cái mùa động dục của nó là để nó duy trì nòi giống, xong rồi nó chết. Gần như cả một đời của súc sanh nó như vậy, chứ nó không có phát triển về cái phần lý trí. Tại vì nó là bàn xanh mà. Bàn xanh là loài chúng sanh có xương sống nằm ngang và không có thể giác ngộ được. Còn con người của mình là sống với cái xương sống mình đứng thẳng. Nghĩa là mình nếu mà chịu tu mình cứ đi lên, đi lên, đi lên, đi lên, đi cái nào đến chứng thánh thôi. Còn nếu ở thân của bàn xanh là chỉ có hưởng thụ bản năng thôi. Cho nên đó, Đức Phật dạy là cái người á mà nằm nghiêng trái, người hưởng dục là như vậy. Tại người hưởng dục là hưởng theo cái bản năng, mà bản năng nghiêng trái là nghiêng về trái tim. Vì hiểu chưa? Cho nên đó, con vật là gần như sống theo bản năng. Con người mình có sống theo bản năng không? Mình nói là phần con với phần người, cái này tùy. Cái người nào biết tu á, phần lý trí nhiều, não bộ nhiều, lý trí nhiều, trí tuệ nhiều thì sống với cái phần người. Mà cứ nghiêng về trái nhiều, sống cứ ăn nhiều, mặc nhiều, ngủ nhiều, tham lam nhiều, cứ đi theo bản năng nhiều thì sống với phần con. Mình hiểu chưa? Có nghĩa là tại sao nằm nghiêng trái nha, chứ không phải tự nhiên đâu, cái ý kinh là như vậy. Rồi, bây giờ mình nói cái thế nằm của sư tử. Thế nằm của sư tử là nghiêng phải, thấy không? Thế nằm của sư tử là nghiêng phải và hai chân gác vào nhau. Quý vị thấy cái thế này là cái thế gì? Con sư tử nó nằm cái thế này là để làm gì? Khi mà nó có mồi một cái là nó làm sao? Nó nhảy liền, nó cắn. Nó cắn mồi. Thật ra quý vị biết không, cái thế nằm của sư tử là gần như chúng ta là y như con sư tử này đó. Có nghĩa là con sư tử nó luôn luôn trong một trạng thái phải, phải tiến về phía trước và phải chạy. Nó chạy đi đâu? Nó chạy đi đâu quý vị? Nó chạy đi tìm mồi, đúng không? Sáng con sư tử đó phải chạy, và cũng có một con khác chạy nữa là con nai, nó cũng phải chạy. Vì thấy không? Con nai nó chạy đi đâu? Con nai nó chạy tìm cách thoát con sư tử. Còn con sư tử chạy đi đâu? Con sư tử chạy đi tìm con nai, tức là con sư tử đi tìm cái sự sống để nó ăn, nó sống. Con nai nó cũng chạy để tìm sự sống, mà nó chạy sao để nó né con sư tử. Quý vị thấy con nào sáng cũng chạy hết. Thì ở đây mình thấy đó, cái thế nằm của sư tử là nằm hai chân gác lên nhau và nó luôn chờ cơ hội chạy phóng tới. Ý ngầm Đức Phật muốn nói chúng ta cái gì? Là chúng ta sống cái kiếp người của mình là luôn luôn chúng ta chạy. Quý vị coi, sáng giờ có chạy không? Hả? Có không? Nói theo hình tướng là sáng giờ con có chạy chứ sao không thầy? Không chạy sao vô tới đây? Không, chạy từ nhà tới tới đây, cái đó là cái bên ngoài thôi. Cái phía trong kìa quý vị, luôn luôn chúng ta đang chạy theo một cái gì đó. Có một lần á, Đức Phật đang ngồi, có mấy anh thanh niên giáo giác đi tìm cô gái. Tại vì mấy anh thanh niên này dẫn một cô gái vào ở trong khu rừng đó quý vị. Cái xong lúc mấy anh này ngủ quá, cô gái này cô lấy hết những cái đồ trang sức quý giá của mấy anh thanh niên này. Cho nên mấy anh này mới chạy hớt hải đi tìm cái đồ trang sức đó. Thì tới gặp Đức Phật, mấy anh mới hỏi là: "Thưa ngài, ngài có thấy một cô gái đi ngang đây không?" Đức Phật mới nói một câu vậy nè quý vị. Đức Phật mới nói là: "Các anh nghĩ lại coi, nên đi tìm cô gái hay là các anh nên đi tìm chính các anh?" Nghe Đức Phật nói một câu tự nhiên dừng lại liền, phải không quý vị? Mình là hằng ngày mình phải chạy hết đó. Mình chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Chạy đi tìm. Chạy là để đi tìm. Con sư tử nó chạy đó, tìm cái miếng mồi của nó để nó sống. Con nai cũng chạy đi tìm. Tìm cái gì? Tìm cái lối thoát để đừng có bị con sư tử nó ăn. Chúng ta hàng ngày cũng chạy, chạy kiếm tiền. Chúng ta cũng chạy tại kiếm danh, chạy kiếm vọng, chạy kiếm tình, chạy kiếm quyền. Nói chung là chúng ta mỗi người mỗi cái chạy khác nhau. Cho nên quý vị hiểu á, cái thế nằm của con sư tử á là cái thế nằm mà luôn luôn nó phải chạy, phải không? Con sư tử ý nói là một cái người thành công trong cuộc sống đi, hoặc là con nai là một cái người mình tạm gọi là thất bại, không có một thân phận trong cuộc sống gì chăng nữa, thì mỗi ngày đều phải chạy hết đó quý vị. Chúng ta mỗi ngày đều phải chạy hết. Thầy hỏi quý vị, đến khi nào chúng ta mới dừng lại? Hả? Xin thông báo cho quý vị một tin buồn nha.
Đến ngày nào mà quý vị bước vô dòng thánh á, thì quý vị mới hết chạy. Mà bước vô dòng thánh A-na-hàm á, thì lúc đó mới gọi là bất lai, mới hết quay lại thôi. Còn đến sơ quả thì cũng còn nhiều nhất là 7 lần. Cho nên quý vị nghe cái đó quý vị sợ. Cho nên mình cứ chạy hoài thôi. Có khi mình chạy lên tới cõi người, cái kiếp sau mình chạy lên cõi trời, kiếp sau nữa xuống địa ngục, chạy qua ngạ quỷ, chạy qua súc sanh, chạy vòng vòng trong cõi luân hồi. Còn ở thân người của mình đây, quý vị coi bao nhiêu lâu mình chạy biết bao nhiêu mà. Có một lần Đức Phật và quý thầy đang ngồi quý vị. Có cái ông này, gia tài của ông có một con trâu thôi. Có một con trâu, có một con bò. Con bò này ông nuôi rồi nó cho phân rồi nó ăn cỏ rồi nó cho sữa. Nói chung là cái gia tài của ông có con bò. Không biết bữa đó con bò của ông sao á, nó mới chạy mất tiêu quý vị. Nó mới chạy. Thì cái người nông dân này hất ha hất hả gì đó, mới chạy đi vòng vòng tìm con bò. Thì mới thấy Đức Phật, mới hỏi Đức Phật cái nè: thưa ngài, ngài có thấy con bò của chúng tôi chạy qua đây không? Ông ta hỏi Đức Phật cái đó. Ông ta khóc méo máu, ông ta nói: chết tôi rồi, gia tài tôi có con bò này thôi, nó mà mất là chết tôi luôn, tôi không biết làm sao mà sống nổi, có con bò. Đức Phật không có thấy. Đức Phật nói là: ta và quý thầy không có thấy con bò của ông chạy qua đây. Sau đó ông ta méo máu, vừa đi vừa khóc, cái chạy chỗ khác tìm con bò. Sau đó Đức Phật mới nhìn quý thầy á, Đức Phật mới nói thế này: này quý thầy, quý thầy có thấy quý thầy hạnh phúc không? Quý thầy không có con bò nào để mất hết. Quý vị biết tuyệt vời lắm quý vị. Thầy đọc câu chuyện này, thầy có giảng thành cái bài pháp là thả bò. Thả bò. Bò ở đây là mình hiểu cái gì? Là những cái xung quanh mình đi tìm đó quý vị, mình sở hữu nó đó. Đức Phật nói: này quý thầy có thấy quý thầy hạnh phúc không? Quý thầy không có con bò nào để mất hết. Tại vì khi mà quý thầy đi xuất gia là bỏ lại phía sau hết rồi. Vô là đời sống là chỉ có ba y, gọi là ba y với lại bát thôi. Có nghĩa là phải nhu cầu, phải có cái bình bát để ăn, có áo để mặc thôi. Còn mọi cái là ngủ gốc cây, mà có tinh xá ngủ trong tinh xá. Mà ngủ Đức Phật cũng vậy, không được ngủ lâu một chỗ nữa, không nên sống lâu một chỗ nữa. Vì thấy Đức Phật tin tưởng đến cái chỗ đó. Tại vì Đức Phật biết mà sống lâu cái chỗ này nha, mà thấy cái chỗ này đẹp quá, tự nhiên mình có cái tâm gì lạ kỳ cái gì, đẹp cái là mình thích nó. Ngủ gốc cây, Đức Phật cũng nói không ngủ gốc cây quá ba đêm nữa. Ngủ quá ba đêm thấy gốc cây này thích quá, mát quá, thích gốc cây này, tham ái vô gốc cây này luôn. Đây là mình nói một chút về cái đời tu nó sâu một chút nha. Đức Phật dạy kỹ như vậy đó quý vị. Đức Phật dạy quý thầy thiểu dục chi túc, ăn mặc ngủ bớt đi một chút. Chi túc, chi túc là để làm gì? Để đừng có tốn thời gian. Chi túc để làm gì? Để mà bớt cái hưởng thụ. Và cái chiều sâu của cái chi túc là như vậy nè quý vị. Là cứ mỗi lần mình tham ăn một chút, mỗi lần mình tham mặc một chút, mỗi lần mình tham làm đẹp một chút, là mỗi lần mình đầu tư lâu dài, vững bền vào cái chuyện sinh tử. Thì phải thấy vậy đó. Cái chuyện mà mỗi lần mình tham cái gì một chút á, là mình đầu tư lâu dài vào cái chuyện sinh tử. Hôm nay thầy nói cái này nó hơi sâu sâu một chút nha, có thể nó không hợp với quý vị lắm, mà thôi lâu lâu mình cũng nghe, lâu lâu mình nghe giáo pháp là bố thí cúng dường làm phước rồi giữ giới này kia, lâu lâu mình cũng nghe về giải thoát một chút, để thầy hy vọng gieo vào trong tâm quý vị vài ý niệm giải thoát vậy đó. Mình sẽ nói: trời ơi, nhà của con ở rồi, con ở lâu, con phải sắm cho nhà nó đẹp chứ, sao nghe Đức Phật không được ở lâu gốc cây 3 ngày cũng được. À, quý vị phải hiểu là tức là mỗi lần mình tham, còn tham cái gì nhiều là mình còn đầu tư vào sinh tử. Cho nên Đức Phật dạy chi túc là như vậy đó. Thì cái có thế nằm của con sư tử đó quý vị, nó nằm nghiêng để nó luôn luôn nó chạy. Đức Phật muốn nói là con người của chúng ta, cái thế này là luôn luôn chúng ta cũng đang chạy. Còn thế nằm của Đức Phật là gì? Ở đây trong kinh nói là thế nằm của Đức Phật là thế nằm ngài an trú trong tứ thiền. Đại ý quý vị hiểu như thế này nè: ba cái thế nằm của ngạ quỷ, của người hưởng dục, và thế nằm của sư tử là thế nằm của thể chất, là đang nói thế nằm của vật chất, của thân tứ đại, của thể chất. Còn nói thế nằm của Đức Phật là cái thế nằm mà vượt ra ba cái thế nằm đó, tức là Đức Phật cũng nằm như mình, nhưng mà tâm của ngài sao ạ? Không có khổ như mình, không có chạy như con sư tử, không có khao khát như loài ngạ quỷ, và không có hưởng dục như cái người nằm nghiêng trái. Quý vị hiểu không ạ? Tức là cái thế nằm của Phật là Đức Phật cũng phải nằm, nhưng mà cái nằm của Đức Phật đó là ngài vượt qua cái tâm của ngài, vượt qua cái chuyện vướng mắc vào cái đó rồi. Và trong kinh nói là ngài an trú trong tứ thiền. Cho thầy hỏi bài cũ lại một chút: một ngày Đức Phật ngủ mấy tiếng hả? Ai nhớ? Một ngày Đức Phật ngủ một tiếng thôi nha, một tiếng thôi.
mấy giờ đến mấy giờ? 3 giờ đến 4 giờ sáng thôi. Con là con của Phật, con hơn cha là nhà có phúc, đệ tử hơn thầy là chùa bay nóc, phải không? Con thêm ít lắm thầy, con thêm có số 0 mà, không có gì đâu, không? 1 thêm số 0 10 tiếng. Đó, con là con thêm vô thành 10 tiếng, Phật ngủ có 1 tiếng thôi. Thầy nói lướt qua cho quý vị lịch sinh hoạt của Phật trong 24 giờ, quý vị muốn nghe không? Nghe. Trong 24 giờ quý vị nghe là mình gọi là năm Phật sự thường nhật của Phật á, là từ sáng cho đến trưa á, là Đức Phật đi khất thực. Hoặc là ngày hôm đó mà có Phật tử cúng dường chay tăng á, thì Phật dự cúng dường chay tăng. Xong rồi ngày ăn ngọ xong thì thường ngày thuyết bài pháp ngắn hoặc có quy y cho cư sĩ. Đó là buổi sáng đến trưa. Sau khi ngày ăn xong á thì nguyên cái buổi chiều là ngày dành cho cư sĩ, cho Phật tử tới hỏi pháp, hoặc là ngày có duyên ngày quy y cho ai đó thuyết pháp cho cư sĩ. Đến 6 giờ chiều, từ 6 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm á, là ngày dành riêng cho chúng xuất gia, dành cho quý thầy quý sư cô xuất gia. Từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng là ngày dành cho ai? Dành cho chư thiên. Rồi từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng á, ngày chia ra vậy nè, 2 giờ đến 3 giờ ngày đi kinh hành, 3 giờ đến 4 giờ ngày ngủ, từ 4 giờ đến 6 giờ ngày ngồi thiền để mà rải tâm từ, ngày ngồi thiền để quán nhân duyên coi ngày hôm sau đi đâu tới chỗ nào. Trong một ngày của Phật sau khi ngài đắc đạo 49 năm, 45 năm như vậy đó quý vị. Kinh khủng không? Mình nhìn mình chỉ biết cúi đầu. Mình Phật ngủ ngày có 1 tiếng á. Còn mình thì con tu ngày có 1 phút. Cũng có số 1 cho nó oai, con tu có 1 phút. Có khi ngày mình cũng chẳng nhớ phút nào để tu. Được thời kinh hoặc được một lần lạy Phật, một lần ngồi thiền á, nó cũng âu cũng là cái phước của mình rồi đó. Để quý vị thấy á là mà Đức Phật sau khi giác ngộ gần như 23 giờ của ngài á, ngài dành vào cái việc gì? Hoằng pháp độ sanh hết, ngài dành cho chúng sanh hết nghe quý vị. Chúng ta phải nên biết những cái này để mình khởi lòng tôn kính nơi Đức Phật, một con người vĩ đại như vậy. Mình nhìn lại mình, con cũng là con của Đức Phật. Thôi thì con không có ngủ được 1 tiếng, con ngủ 1 tiếng con mệt lắm, tại vì với cái thân của ngài rất là đặc biệt, với cái phước trí của ngài rất là đặc biệt, công đức rất đặc biệt. Mình ngủ 1 tiếng ngủ không nổi đâu. Mình có thể ngủ 6 tiếng, ngủ làm sao mà cho nó đủ, cho nó khỏe cái não nha. Cũng đừng có ngủ nhiều, đừng ngủ ít quá. Mà lạ lắm quý vị, khi quý vị tu giỏi là tự nhiên quý vị ngủ không có nhiều à. Nó hay vậy đó. Thôi, thì vừa rồi thầy có giảng về 4 hạng người về và 4 cách nằm trong kinh Tăng Chi, chương 4 phẩm sợ hãi phạm tội phần cách nằm. Thì thầy xin kết thúc cái phần cách nằm ở đây.